Rasamase xin kính chào quý khách. Đã xin chào tất cả anh chị. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Đặt Nhỏ Toyota. Hiện tại anh chị nào mình đang có một cái nhu cầu cần tìm một cái mẫu xe MPV, SUV cỡ lớn 7 chỗ để mình đi gia đình, hoặc là mình không ngại tất cả các địa hình á, thì Đạt sẽ tư vấn cho quý anh chị một trong những cái dòng xe cực kỳ bán chạy tại Toyota Hiroshima Tân Cảng đẹp, đó chính là những dòng mà Toyota Fortuner. Và hiện tại á thì những cái dòng mà Fortuner máy dầu số sàn và máy dầu số tự động cực kỳ hiếm trên thị trường nói chung và Toyota Tân Cảng bên này nói riêng. Hiện tại bên Toyota Tân Cảng bên đẹp chưa tới ngày hôm nay là ngày 18-19 tháng 10 rồi, thì hiện tại bên Đạt không còn một xe Fortuner máy dầu nào hết đó. Thì trong clip này Đạt chủ yếu tới những quý anh chị nào cần mua những cái mẫu xe Fortuner máy xăng để mình đi gia đình, chỉ đi gia đình thôi nha, còn sử dụng vào mục đích kinh doanh thì Đạt nghĩ là mình bỏ đi, tại vì kinh doanh thì nó sẽ không có lợi về mặt kinh tế đâu. Tại vì những cái dòng Fortuner mà máy xăng như thế này khoảng 15-16 lít trên 100 cây nếu quý anh chị mình chạy không quen, và trung bình nó cũng trên 13 lít rồi anh chị ha. Và hiện tại bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt có những cái dòng mà Fortuner máy xăng từ đời 2013, 2015, 2017 và 2020 đó. Thì để Đạt đi quay lại những cái mẫu xe này, anh chị mình cảm thấy cái mẫu xe này nó hợp với túi tiền nè, hợp với nhu cầu và hợp với tính cách của mình, thì anh chị có thể là chọn một trong những cái mẫu xe này. Và chỉ có những cái dòng mà 2017 trở lên thì bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Đạt mới hỗ trợ mình vay được thôi nha. Rồi, đã xin mời quý anh chị theo chân Đạt coi những mẫu xe đó có phù hợp với anh chị hay không nha. Dạ rồi, mẫu xe đầu tiên Đạt muốn giới thiệu tới quý anh chị là mẫu xe Toyota Fortuner phiên bản máy xăng số tự động một cầu. Xe được sản xuất vào năm 2017 nha quý anh chị. 2017 nhưng tới thời điểm hiện tại đi mới được có khoảng 70 mấy cây số thôi. Xe mang một nước sơn màu trắng. Xe nói chung là một cái mẫu xe gia đình cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Đây, 4 lớp á, là nguyên sinh theo xe, được sản xuất vào năm 2017 luôn nha quý anh chị. Những cái dòng của Fortuner cái lớp nó cực kỳ bền luôn. Quý anh chị có thể thấy là mình đồng bên xe là còn rất là đẹp nè. 2017 thì cái mẫu này nó cũng tương tự như những cái dòng 2020 mà cái form cũ quý anh chị. Xe mới đi được có 76.000 cây thôi quý anh chị. Vô lăng còn rất là đẹp nè, nội thất nói chung là lên đầy đủ đồ chơi hết rồi quý anh chị. Da ghế thì đi da ghế nguyên zin theo xe rồi, đó quý anh chị thấy không? Chỗ này nó còn căng đét luôn. Xe này thì hiện tại đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt chào bán là 742 triệu nha quý anh chị, 742 triệu. Xe này thì bên công ty tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ anh chị vay lên đến là khoảng 65% giá trị xe và trong khoảng thời gian 3 năm ha. Rồi, tiếp theo là Fortuner phiên bản TRD nha quý anh chị. Xe được sản xuất vào năm 2015. Tới thời điểm hiện tại thì xe đi cũng khoảng gần 100.000 cây số rồi. 96.000 cây số rồi quý anh chị. Xe may biển số cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh luôn nha anh chị ha. Đó, 2015 nhưng mà cái form mới, form 2016 quý anh chị. Xe này thì mặc dù là 2015 nhưng mà bốn cái mâm xe cũng chưa qua xử lý rồi quý anh chị, còn dấu sâu còn lớp thì đã được thay lại rồi, lớp thì chủ cũ thay luôn, chủ cũ thay vào năm 2022, bốn lớp thay xe đó. Xe này hiện tại thì đang được bên Đạt chào bán là 560 triệu nha anh chị ha. Xe mang một chiếc sơn màu trắng, cái phiên bản mà Sport Vivo từ ngày xưa tới giờ 2013-2014 thì nó màu trắng hết luôn, còn Fortuner mà máy dầu mà màu trắng là xe taxi nha anh chị ha. Đó, nội thất đây, xe đi khoảng 96.000 cây số rồi quý anh chị. Da ghế thì vẫn còn rất là ok luôn, vẫn rất là căng luôn. Tại vì những cái dòng này quý anh chị để ý không ai mua về chạy dịch vụ đâu, nên là cái chất xe tới thời điểm này nó vẫn còn rất là đẹp luôn quý anh chị. Nhìn rất là hầm hố và thể thao anh chị ha. Xe này thì nãy cũng Đạt cũng có báo giá rồi là 560 triệu quý anh chị. Rồi, tiếp theo là Fortuner phiên bản máy xăng số tự động 2 cầu anh chị. Xe này mà đi đường núi là bao phê luôn. Xe 2 cầu, xe được sản xuất vào năm 2012 đó, máy xăng số tự động 2 cầu. Xe này thì bên Đạt đang chào bán là có 410 triệu thôi, 410 triệu anh chị ha. Đây, số tự động đây nè, tập số tự động 4 cấp 2 cầu, cần gầy cầu thì nằm đây nha anh chị ha. Đó, mình đi đường địa hình thì bao phê luôn. Xe này thì là một chủ từ đầu quý anh chị, một chủ từ đầu nha. Ngày xưa chủ cũ là cho xe đứng tên công ty, nhưng sau này để dễ mua bán thành chuyển tên cá nhân của anh để dễ mua bán anh chị. Xe này thì đi ngoài 100 rồi,
130.000 cây số anh chị. Nhưng mà được cái là chiếc xe còn rất là tốt, còn rất là đẹp, nên là bên Đạt vẫn chấp nhận bên Đạt mua lại để anh Đạt bán anh chị, thấy không? Mười mấy năm một chủ xe đầu, những cái công tắc nút bấm nó không bị gọi là nó bị chóc luôn anh chị, còn rất là đẹp luôn. Vô lăng nhìn anh chị ha, rất là đúng chất và đúng đẹp luôn, nó chỉ bị mòn cái khúc này thôi. Xe này anh chị mua về mình đi gia đình, hoặc là những ở những cái tỉnh mà đồi núi nhiều, hoặc là đường đường khó, mình đi ở xe này là hết bài hết nước chấm luôn. Xe này có 410 triệu thôi nha anh chị ha. Đó. Xe này thì không còn vay được anh chị. Anh chị nếu như anh chị mà có thích xe mẫu xe này ấy, thì mình có thể là trả hết bằng tiền mặt thôi chứ vay không có được. À, chủ cũ người ta cũng đã thay lại lốp xe hết rồi anh chị. Đó, mình về mình cũng không có tốn bất kỳ một cái chi phí nào để mình làm lên con xe này. Xe này anh chị về chỉ cần đóng thuế thôi, đóng thuế và đóng lại biển số thôi. Ví dụ về Sài Gòn thì nó cũng gốc Sài Gòn luôn rồi, cũng không tốn 20 triệu luôn. Còn về tất cả mọi tỉnh thì nó cũng như nhau thôi anh chị ha. Và cuối cùng là Fortuner phiên bản máy xăng số tự động một cầu, xe được sản xuất vào năm 2020 nhưng mà phong cũ nha anh chị. Phong mới 2020 á, thì ngay chỗ cái đèn này nó sẽ kính luôn ha. Ừ. Xe này thì mới đi được có 50.000 cây số thôi anh chị, 2020 đi mới có 50.000 cây số thôi. Chất xe còn rất là đẹp luôn, 4 mâm 4 lốp còn nguyên zin nguyên bản theo xe ha. Đó. Đây, lớp thì 2020 nè anh chị. Mình thùng còn rất là liên lạc luôn. Và bên Đạt mua những cái dòng Fortuner, bên Đạt kiểm tra rất kỹ với anh chị. Riêng dòng Fortuner Innova bên Đạt, mỗi khi bên Đạt mua xe là bên Đạt kiểm tra rất là kỹ. 50.000 nè. Vô lăng còn rất là đẹp. Dòng này thì nó có thêm cái lẫy dương số trên vô lăng nè ha. Lẫy dương số trên vô lăng, cruise control bên này. Đó. Hộp số tự động 6 cấp anh chị. Da ghế thì cực kỳ căng đét luôn, không có một dấu vết nhăn nào luôn quý anh chị. Xe này thì đang được bên Đạt chào bán là 868 triệu anh chị ha, 868 triệu. Xe rất là đẹp luôn. Và xe này thì sẽ được bên công ty tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ vay cao nha anh chị, vay tới 70% giá trị xe và trong khoảng 5 năm đó. Và trên đây là những cái xe Fortuner phiên bản máy xăng số tự động một cầu, hai cầu phiên bản máy xăng mà hiện tại bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt đang có sẵn và giao xe sẵn cho quý anh chị luôn ha. Anh chị nào mình đang có nhu cầu thì cứ nhắn tin cho Đạt, Đạt sẽ hỗ trợ thêm thông tin chi tiết tới quý anh chị.